Xin chào mọi người. David làm một cái video này để hướng dẫn mọi người copy trade. Và trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều các cái bạn nói rằng là David đánh những cái tài khoản to như vậy thì không theo được, không copy được. Đúng không? Thì nay David sẽ tập trung vào các cái tài khoản copy với những cái tỷ lệ 800, 1000, 3000, 1400, ví dụ như vậy. Thì những cái tài khoản 5000 thì nó sẽ nhân theo cái volume, hoặc 8000 thì nó sẽ nhân 10 lên, hoặc là 10000 nó sẽ nhân 10 lên của 1000, thì tùy theo các cái mã của tài khoản Pip Compare hay là ông già triệu đô hay ông già đầu tư thì sẽ có được những cái tỷ lệ, đúng không ạ? 0.03 hay là 0.04 thì nhân 10 là 0.4, 0.01 nhân với 10 lên là 0.1, tùy theo. Thì trước đây thì các cái tài khoản đánh lớn thì mọi người sẽ nói rằng là không copy được, bởi vì mọi người sẽ có những cái tài khoản nhỏ. Và đánh lớn thì chắc chắn là gì ạ? Là những cái tài khoản nhỏ hơn tài khoản master. Thì nay thì David sẽ luyện cái tài khoản nhỏ. Thì thực tế rằng là trước đây đã có những cái tài khoản rất là lớn. Chính vì thế nên là gì ạ? Giao dịch khiến cho rất nhiều người, người ta copy, người ta cảm thấy rất là khó chịu. Và cái tỷ lệ min, thế nay thì sẽ phải tập trung vào đánh những cái tài khoản nhỏ sao cho để cho mọi người copy, sao cho nó ok nhất. Thế thì sau một thời gian ấy thì thực tế không phải là đánh những cái tài khoản nhỏ trước đây là không được, mà là đánh nó rất khó chịu. Và David thường hướng với khách hàng là đánh những cái tài khoản lớn. Thế nhưng mà theo cái yêu cầu là copy trade, team David thì bắt đầu phải làm cái copy trade. Và những cái tài khoản nó tầm 1.000 đến 500 đô, 1.000 đô, đúng không ạ? Đưa ra những cái tỷ lệ lợi nhuận nó rơi vào khoảng độ 30% đến 40% thì sẽ phù hợp hơn với rất nhiều các cái thành viên copy. Ví dụ như là tài khoản 100.000 ấy, thì copy thì 500 đô thì nó chia rất là nhỏ volume mà nó không làm được. Thế vậy nay thì sẽ phải đổi chiến lược là các tài khoản lớn sẽ follow cho những cái tài khoản nhỏ, gọi là copy, gọi là copier. Thì cái tài khoản master tôi chỉ điều hành ba cái tài khoản theo cái mô hình tài khoản nhỏ như thế này thôi, đúng không ạ? Và nó được đấu nối với các cái multi để chúng ta theo dõi. Thì follow là như vậy, là tài khoản master nó vừa nhỏ vừa đủ thôi, không cần phải lớn. Nhưng tài khoản lớn có thể copier theo, có thể là tài khoản 10.000, ví dụ tài khoản 14.000 theo cái tài khoản 1.400 thì là gấp 10 lần lên. Hay là tài khoản 11.000 thì lên cái tài khoản 1.130, đó là tài khoản 800 đánh tài khoản 8.000 được, hoặc 80.000, hoặc là 114.000, hoặc 111.000. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ có những cái tỷ lệ lên. Và team sẽ tập trung vào cái việc phát triển cái copy này dựa trên các yếu tố. Đó là sẽ luyện về cái tài khoản nhỏ, chứ thay vì trước đây là đa số là trong các nhóm thì David thường đưa ra các cái hình ảnh cũng như là các cái thông tin nói và giao dịch dựa trên các cái tài khoản lớn, giao dịch lớn. Và khi giao dịch lớn thì sẽ có rất nhiều bạn sẽ khó chịu. Thì nay thì sẽ tập trung vào các cái tài khoản nhỏ như vậy để chúng ta có thể có được cái copy. Thì cái gói số 3 trong GFX là tập trung vào cái gói của vận hành GFX với no loss system của cái hệ thống gói số 3, gói số 4 và gói số 3, đúng không ạ? Thì GFX đưa ra các giải pháp để đưa ra các cái mô hình là copy. Thì chúng ta đã biết là có rất nhiều các thành viên họ vận hành cái tài khoản nhỏ rất là tốt và có được cái tỷ lệ lợi nhuận cực kỳ tốt, 1.072, và cái số người theo dõi lên đến 219 người, đúng không ạ? Thời gian thì rất lâu, đúng không? Có những người 2-3 năm, đúng không? 3-4 năm, đúng không? Rất nhiều. Tuy nhiên ấy, thì chúng ta đừng quan tâm đến cái vấn đề thời điểm, đúng không? Có những người, người ta vào có thời gian rất là lâu. Và nếu trong việc làm tốt thì cái tỷ lệ cái follow này là rất hiệu quả và rất là tốt. Vấn đề chúng ta vận hành là cái tỷ lệ phần trăm nó lên cao và nó có sự ổn định. Trước đây thì team của David thì đa số là vận hành các tài khoản lớn, thì nay sẽ vận hành những tài khoản nhỏ để nó phù hợp với các chiến lược trong cái thời gian tới đây.
và cũng thay đổi chiến lược để cho chúng ta có được các giải pháp của CopyTrade. Thì hiện tại trên Facebook cũng như là gfx.asia cũng như là nguyễnquanghoc.vn thì David có viết các cái bài nói về CopyTrade, đúng không ạ? Và chúng ta có thể tham khảo ở đây để chúng ta biết được vận hành CopyTrade như thế nào, có an toàn hay không, vì sao lại an toàn, và kinh nghiệm sẽ giúp gì để chúng ta thoát được. Thực ra nó có những cái định nghĩa, có những cái khái niệm, đúng không ạ? Thì trong cái nguyễnquanghoc.vn thì tôi có nói thì chúng ta tham khảo qua các mô hình của nguyễnquanghoc.vn như sau. Cái bài thứ nhất là vì sao tôi nhiều copier, đúng không ạ? Đầu tiên ấy là giải thích được, thứ nhất là đúng thì ăn ít, sai thì ăn nhiều, đúng không ạ? Thì đây là những cái thuật ngữ mà chúng ta có thể hiểu được cái vận hành của cái phòng copy và follow, đúng không? Thì thay đổi cái chiến thuật từ tài khoản nhỏ bây giờ vận hành, thay vì trước đây là vận hành các tài khoản rất lớn, thậm chí tài khoản 100.000, khiến cho cái chiến lược copy nó không hiệu quả. Và bây giờ đổi lại là chúng ta phải giao dịch những cái tài khoản rất nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ để có thể hiểu được cái vận hành. Và đây, vậy thì những cái tài khoản đấu nối vào cái tài khoản 1.400 này, đúng không ạ? Mới đầu chúng tôi chỉ phân tích là các cái tài khoản 1.000 thôi, từ 500 đô, từ 300 đô, 400 đô để nó phù hợp với đa dạng. Và các cái tài khoản nó đánh rất là nhiều, đúng không ạ? À, vài tháng, đúng không ạ? Rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều. Đấy. Thế thì khi mà có được cái sự hiệu quả này thì nó thay đổi hoàn toàn chiến lược, giúp cho các nhà đầu tư có một cái hoa tiêu giao dịch sao cho tốt nhất. Và đây là những cái tài khoản là hoa tiêu. Và khi hoa tiêu họ thành công thì cái tỷ lệ nhân của các cái tài khoản nó sẽ đạt được cái tỷ lệ hài lòng của khách hàng. Vì sao lại nhiều copier, đúng không ạ? Vì tài khoản master là tài khoản hoa tiêu phải tốt, nó có chiến lược rõ ràng, đúng không ạ? Thì giống như ở đây ai họ cũng sẽ có những cái chiến lược rất tốt, có những bạn chiến lược rất là tốt thì được cái tỷ lệ follow rất là tốt, đúng không ạ? Các sàn càng làm tốt càng uy tín thì cái tỷ lệ, đúng không? Chúng ta đã nhìn thấy cái tỷ lệ hàng nghìn phần trăm, đặc biệt là cái tỷ lệ phần trăm cao và cái số thời gian càng dài là tức là gì ạ? À, chúng ta sẽ có những cái thành viên họ có những cái follower nhiều và hiệu quả. Thì ở Facebook tôi có viết rất nhiều về GFX Asia, thực ra phát triển cái quỹ với No Loss System và Hedging System từ trước nay đối với cái tài khoản to rất là hiệu quả, rất là lớn. Nhưng nay để phù hợp hơn thì chúng tôi phát triển là cái dạng là copy. Bạn là hoa tiêu, đang nắm trọng trách của nhân viên giới thiệu khách hàng của các copier nên trách nhiệm bạn rất là nhiều. Đấy là cái quan điểm. Bạn hiểu sự bảo thủ ép thị trường ngược hướng là hoàn toàn sai lầm. Gồng lỗ chuẩn xác nhưng gồng lời mới là đẳng cấp, đúng không ạ? Ví dụ đang lời thì có dám gồng lên hay không? Ví dụ tài khoản đang lời này chúng ta cắt ở khi nào và chúng ta chờ gồng lên như thế nào, đúng không ạ? Đấy là những cái tư tưởng và gồng lời. Còn cắt lỗ thì sẽ như thế nào, đúng không ạ? Gồng lỗ tới lúc SL thôi nhé, không được gồng lỗ toàn bộ tài khoản. Ví dụ tính xác suất và stop loss ở các cái tài khoản sao cho đủ lớn, đó là tỷ lệ 10%, 20%, 30% tùy theo thì mới bảo vệ được các cái thành viên copier. Ngoài ra lại còn cấm nạp thêm để tránh trường hợp đổ thêm dầu vào lửa. SL chuẩn để có thời gian làm lại, đúng không ạ? Và đây là những cái yếu tố, có 14 yếu tố để chúng ta có thể vào các gói CopyTrade. Thì nay thì hệ thống đưa ra các cái giải pháp CopyTrade và đưa ra các giải pháp an toàn nhất, thì nó có những cái vận hành của CopyTrade theo một cái mô típ riêng, nó khác với lại các cái mô hình của tài khoản lớn giao dịch. Những tư duy của CopyTrade mong muốn khách hàng chiến thắng của GFX là giải pháp tốt với các hệ thống No Loss System. Các team Azura, Hà Nội Trader, Sài Gòn Trader vận hành Social Trading và hoa tiêu trong dịch khiến đội copier an tâm. Đấy là các thành viên. Ekip nhân viên vận hành team sale đưa ra giải pháp no loss gói số 1 và gói số 3 phát triển rất là tốt. Các chương trình thưởng và khuyến mại mang tầm vóc chiến thắng của SL và TP khiến khách hàng không hoang mang. Đây là cái mà tôi có thể đưa ra. Thì trong đặc điểm của cái này thì tôi có chia sẻ là copy trade thường gọi là chết chùm, đúng không ạ? Tức là hoa tiêu mà sai
lập tức là đội copier càng nhiều thì sẽ đai rất là nhiều. Thì các câu hỏi đúng không ạ, của khách hàng, cái quan điểm nguyên do là ai ai cũng thích chinh phục thị trường. Có những chuyên gia vừa vào thị trường được 3 tháng thì đánh quá ngon, thắng liên tục, thì họ đã tự tin một cách thái quá. Do vậy các đội copy trade sẽ thường xuyên xảy ra đai khi mà có bão xảy ra. Chúng ta hãy nhìn ở đây, đúng không ạ, trong trường hợp mà đang lên thế này nó sập xuống, đúng không ạ, và chúng ta chịu đựng là như thế nào. Và nói rằng là cái việc giỏi hay không không giỏi chúng tôi không quan điểm ở đây, mà bởi vì thị trường, trước thị trường thì ông giỏi với ông mới chơi và ông chơi nhiều như nhau, nhưng cái vấn đề ông có kinh nghiệm thì ông ấy sẽ xử lý một cách khác. Thứ hai nữa là cái đúng thì không sao, nhưng cái sai thì bạn sẽ hành xử như thế nào, thì đây là yếu tố quan trọng để chúng ta có thể vận hành một cái tài khoản copy tốt nhất. Thì copy trade thường gọi là chết chùm, đúng không ạ? Họ được 3 tháng thì nói lên chưa nói lên được gì, và hãy tìm chuyên gia trên 5 năm kinh nghiệm. Các vấn đề được gọi là bão, ví dụ như bão vàng, giá vàng đợt vừa rồi đi rất là mạnh, khiến cho những cái tài khoản sell bị cháy. Chúng ta đã nhìn thấy các diễn đàn. Và FX nó không còn là một cái gì đó bí mật nữa, nó rất là sâu và rất là mở, và các diễn đàn họ nói rất là nhiều. Bão bảng Anh ở Brexit với rất nhiều cái số pip nó đi ngược hướng, nó không về bờ đấy. Hay bão Euro về bằng USD là 1:1 đấy, trải qua hay chưa. Bão đô Úc từ 1 đô bằng 1 đô Úc, 1 đô Mỹ bằng 1 đô Úc, thì giờ còn 0.6 thì cũng là bão không thể đi về nữa, đúng không ạ? Ngoài ra còn rất nhiều các cái mô hình và các cái chiến lược, gọi là chiến lược của copy, nó phụ thuộc vào tỷ lệ cắt lỗ và chốt lời của các cái lệnh. Ví dụ tài khoản này copy và đánh, đúng không ạ? Trong trường hợp đúng là chúng tôi sẽ có được cái tỷ lệ lãi là rất là ít, nhưng nếu sai thì sẽ lãi rất là nhiều. Vì sao lại như vậy? Bởi vì có cái tỷ lệ gồng lãi và gồng lỗ. Thứ hai nữa là nó cho các cái điểm vào lệnh của các mô hình cây dẫn hướng và vùng lừa của thị trường. Thứ ba nữa là gì ạ? Các vấn đề breakout của thị trường và của sóng. Khi chúng ta biết được các mốc cản của giá cũng như là phân bổ các cái khối lượng giao dịch thì chúng ta sẽ có được cái tỷ lệ cao hơn, tốt hơn trong cái việc là phá vỡ cản. Do vậy, việc phát triển cái tín hiệu nhỏ để phục vụ cho các tín hiệu lớn thì hoàn toàn rất là ok. Vậy thì cái lời khuyên của copy trade và giải pháp trong system trong GX thì cái website là nguyenquanghoc.vn và copy trade là suộc copy trade, thì ta sẽ có được những cái chú ý như sau, đúng không? Tức là chọn lựa hoa tiêu, tức là tài khoản master tốt và có kinh nghiệm, đây là yếu tố quan trọng nhất. Thứ hai nữa là theo dõi và quan sát theo chiến lược. Ví dụ có những cái chiến lược thấy là ngược hướng, ông này toàn đánh ngược hướng thôi, ví dụ đấy là một chiến lược. Còn có những chiến lược là xuôi hướng, đúng không? Ví dụ như đang lên ông toàn mua thôi, ví dụ như vậy, hoặc là đang lên ông toàn bán ấy, thì là ngược hướng. Do vậy là gì ạ? Phải chú ý được cái phong cách giao dịch. Thứ hai nữa là cái tài khoản phải phù hợp. Trước đây thì tôi cũng có những cái sai sót là giao dịch chủ yếu các tài khoản lớn, khiến cho cái việc copy nó hoàn toàn rất là khó giao dịch. Nhưng nay thì tôi thay đổi cái chiến lược, đó là tài khoản phù hợp, tức là copy thì là copier đấy, copier là tài khoản lớn. Và cái hoa tiêu tức là master là tài khoản nhỏ thì sẽ ok hơn, đúng không ạ? Và chúng tôi chia ra làm 3 cái yếu tố, tức là cái tài khoản trong vùng 500 USD để phù hợp, tài khoản 1.000 USD là phù hợp, và tài khoản 3.000 USD là phù hợp. Thậm chí trong tương lai sẽ phát triển những cái tài khoản copy 5.000, đúng không ạ? 5.000 chúng ta cũng có thể có hoa tiêu ở giao dịch 0.01 và gồng tốt hơn. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái tư duy, ví dụ như 500 đô giao dịch 0.01 thì đã thấy rất là an toàn rồi, nhưng tài khoản 5.000 mà giao dịch 0.01 thì sẽ an toàn hơn. Vậy tài khoản 500.000 thì chúng ta sẽ follow gấp 100 lần tài khoản 5.000, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phân bổ được số vốn mà
cái copier này được nhân volume. Đó, đó chính là cái mà sự an toàn của các vùng giá. Và từ đó chúng ta nhìn thấy được các cái tỷ lệ giữa cái việc mà chúng ta phân tích kỹ thuật cũng như là phân tích cơ bản để sao cho có được cái tỷ lệ copy sẽ hiệu quả và an toàn tốt nhất. Việc này sẽ giúp cho chúng ta vận hành những cái tài khoản sao cho những cái chiến lược copy sao cho tốt nhất. Và chúng ta nhìn thấy không phải là không làm được nhé. Cái này không phải không làm được. Mà rất nhiều các cái nền tảng đã thấy được là các hệ thống họ copy rất là tốt. Tỷ lệ là 422%, 7000%, rất nhiều. Và tôi cũng đã theo dõi rất nhiều cái follow me, rất nhiều. Họ đưa ra các giải pháp của follow me với rất nhiều các cái tỷ lệ khiến cho các tài khoản lên rất là nhiều. Nhưng vì thay đổi, đó là chúng tôi thay đổi cái chiến lược. Master là tài khoản nhỏ, các copier. Trước đây tôi làm master thường là tài khoản lớn. Nhưng bây giờ master phải giao dịch tài khoản nhỏ thì mới có nhiều người theo. Và các cái nền tảng của HotFX cũng như là follow me cũng như là rất nhiều, đúng không ạ, MQL5 nó sẽ phù hợp. Cũng như là các cái vấn đề về Zulu Trade, đúng không ạ, chúng tôi cũng đang phát triển. Thì từ đó chúng ta nhìn thấy được là nền tảng copy trade sẽ hỗ trợ cho tất cả các khách hàng, miễn là các khách hàng đó giao dịch rất là tốt. Ví dụ như là Zulu Trade hay là Follow Me cũng như là đưa ra rất nhiều cái ở các cái nền tảng của IC Market, đúng không ạ, Pepperstone hay rất nhiều cái. Thì nay thì chúng tôi cũng đang phát triển cái đấy. Thì trong cái mà QL5 cũng thế, họ đưa ra các cái giải pháp robot. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là gì ạ? Thị trường nó sẽ có những cái đột biến, có những cái phá cản cũng như là có những cái vận hành. Vấn đề là hơn nhau ở cái việc mà chúng ta stop loss khi nào và chúng ta vận hành được cái thời gian lâu, cũng như là đưa ra các giải pháp tốt nhất để cho các nhà đầu tư họ an tâm với các cái chiến lược và họ ngủ ngon với các chiến lược. Vậy thì trong cái đội Sài Gòn cũng như là đội Hà Nội, họ sẽ đưa ra các giải pháp để gì ạ? Chúng ta chú ý lựa chọn. Thứ hai nữa là chúng ta thấy được là copy trade nó không mới, đúng không? Nó là một cái nền tảng cũ. Ngay cả Nature Forex đưa ra cái nền tảng social trading từ những cái năm 2014, đúng không? Nền tảng rất là nhiều. Thứ hai, những nền tảng là hoa tiêu giao dịch, hoa tiêu, đúng không? Gọi là pilot trader. Nhưng mà tại sao lại gì ạ? Rất nhiều người không thành công. Vì sao ạ? Vì pilot trader họ có cái sự phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản rất là bảo thủ chẳng hạn nhé. Và cái vấn đề nguyên tắc của đây chúng ta quản lý vốn và tâm lý giao dịch. Ví dụ như là chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy được cái tỷ lệ của New Zealand và AUD hiện tại họ hoàn toàn có thể gì á, quay ngược trở lại, đang lên trở thành xuống, tức là nó gì á, nó tạo ra một cây dẫn hướng, sau đó dẫn hướng lên, đúng không ạ, sau đó dẫn hướng lên, dẫn hướng lên thì tạo ra một vùng lừa để đánh sập tất cả những cái thông tin, tạo ra vùng lừa để đánh sập tất cả các thông tin họ đang đánh lên, người ta gọi là số 4 ngược. Mà trước đây tôi đã phát triển cái lý thuyết cây dẫn hướng cũng như là đưa ra các giải pháp mà chúng ta nhìn thấy cái tam giác này, càng lớn thì cái vùng lừa nó càng nhiều. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta sẽ nhìn thấy cái mà tin tức mà nó ảnh hưởng trực tiếp, thì lúc này thì tỷ lệ của USD và tỷ lệ của AUD nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái tin tức của tối ngày hôm nay. Do vậy chúng ta hoàn toàn có thể xem xét VN Wall Street để chúng ta biết được các cái thông tin mà tin tức ngày hôm nay nó có gì ảnh hưởng hay không, và chúng ta an tâm, cũng như là Forex Factory. Forex Factory để chúng ta biết được các tin đỏ của ngày thứ hai ra sao để chúng ta có thể điều chỉnh. Và lúc 9 giờ, đúng không ạ, hay là 10 giờ tối, hay là chúng ta xem xét được các cái thời gian, cái khung thời gian để biết được cái độ biến thiên của giá trong cái khoảng thời gian này, thì có tin tức nó có vấn đề gì hay không. Và bây giờ chúng ta đang đón chờ 10 giờ tối với tin của Canada. Do vậy là gì ạ? Các cái bộ phận trader họ sẽ đưa ra các giải pháp
để họ giao dịch né cái đồng Canada này ra, hay là chúng ta kiểm soát được các cái đồng Canada. Và bây giờ chúng ta thấy được giá đang chạy trước tin, đó là tin của Canada chưa ra nhưng mà các đồng tiền của Canada nó đang đẩy xuống. Do đó nó hoàn toàn có thể tạo ra vùng lừa của thị trường, khiến cho giá tưởng là xuống nhưng sẽ vù lên khi tin tốt, hoặc là tưởng là lên nhưng mà gì đó, nó sẽ phập xuống khi mà tin xấu. Nhưng đây là giá trước tin, thì chúng ta đã có những cái cơ hội và cũng có những cái sự cảnh giác khi mà giá chạy trước tin. Do vậy nếu trường hợp tin tốt nó sẽ đảo chiều ngược lại một cách 100% chóng vánh, bởi vì tin nó là tin đỏ. Do vậy là gì ạ? Cái hệ thống copy trade sẽ phải đặt ra các giả thuyết là vùng lừa của thị trường ra sao và dẫn hướng như thế nào. Do vậy trong cái website vinhquanghoc.vn thì tôi có đưa ra rất nhiều các cái bài mà chúng ta có thể theo dõi. Đó là giải pháp, đó là chúng ta phải có cái sự hư vô trong giao dịch. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta cắt lỗ stop loss trong cái khoảng giao dịch là gì ạ? Chúng ta ngắt tài khoản vứt đi khi mà chúng ta phán đoán sự đoán sai và cái vấn đề chỉ là gồng lời và gồng lỗ không đạt hiệu quả. Đúng điểm là chúng ta sẽ giữ và chúng ta sẽ bảo toàn các tài khoản cho copier. Thứ hai, đương nhiên phải có cắt lỗ tổng giá trị tài khoản hơn là cắt lỗ bằng điểm. Thứ ba, tính toán điểm gồng lời, đúng không ạ? Ví dụ như là lời như thế này chúng ta có gồng tiếp hay không, bởi vì những tài khoản 1.000 chắc chắn là gì ạ? Chúng ta sẽ có được cái sự copy ngang bằng giá. Như tài khoản 10.000 chắc chắn chúng ta sẽ có 110 đô. Tài khoản 15.000 hay là tài khoản 100.000 chúng ta sẽ có gì ạ? 1.000 đô. Ví dụ như vậy, thì cứ như vậy chúng ta sẽ có được cái tỷ lệ copy rất tốt cho cái tài khoản copy ngày hôm nay. Vậy thì lời như này chúng ta có gồng tiếp hay không, hay là chúng ta cắt để chúng ta thoát cho các tài khoản copier đang được lãi và nó lãi thêm. Đó là sự gồng lời. Vậy giải pháp của copier thực chất đó là sự kinh nghiệm xử lý tất cả những cái mà nếu đúng thì làm tiếp ra sao, và nếu sai là chúng ta sẽ làm tiếp như thế nào, thoát và nạp tiếp khi mà gì á, đạt điểm cắt lỗ. Xử lý sai là quan trọng hơn việc buy sell. Buy sell như thế này thì không có nghĩa rằng là tôi đúng hay bạn sai. Buy sell thế này có thể tôi đúng và bạn sai, hoặc ngược lại tôi sai bạn đúng, bởi vì có hai trường hợp xảy ra là trường hợp lên và trường hợp xuống mà thôi. Giá của thị trường không quan trọng khi mà đặt lệnh buy sell, vấn đề đúng thì chúng ta xử lý như thế nào. Do vậy cái câu số 6 này là xử lý sai là quan trọng hơn buy và sell. Đúng thì ăn ít nhưng sai sẽ ăn nhiều, bởi vì điểm vào lệnh sẽ có thể tốt hơn. Sai ăn nhiều vì gồng. Xử lý hoa tiêu từ bé đến lớn, đây là cái mà tôi đã phải thay đổi. Trước đây hoa tiêu toàn tài khoản hoa tiêu lớn, do vậy các tài khoản bé họ rất là khó chịu. Thì nay thì xử lý từ bé đến lớn. Chúng ta có điểm thoát, đưa ra các giải pháp xử lý tình huống, kinh nghiệm trong hedging, đúng không ạ? Chúng ta có cái hedging system, một trong những giải pháp không thua lỗ của GFX đã tồn tại rất là lâu rồi. Và sai trở thành đúng như thế nào? Vậy thì bình quân giá và gia tăng khối lượng liệu nó có an toàn hay không? Tức là nó tỷ lệ của cái việc mà phần trăm, đúng không ạ? 10.000% thế này thì liệu có an toàn hay không? Thì do đó tài khoản copy thì cái nhóm này chắc chắn là gì ạ? Họ phải kiểm soát cái vấn đề là gì ạ? Các hoa tiêu phải được kiểm soát. Kiểm soát bằng cách là gì ạ? Theo tỷ lệ margin level, cũng như là gì ạ? Phân bổ các nguồn vốn của 0.01, khi nào thì họ giao dịch 0.03 và khi nào họ giao dịch 0.05. Do đó khi mà họ đạt được cái mốc mà gì ạ? Bị lỗ và họ gồng thì họ đạt 0.5 cho cái tài khoản 1.400 này, khi nào để nó gồng được cái tỷ lệ 0.01. Do đó tài khoản copy sẽ an tâm với cái master được xử lý như vậy. Đúng sẽ tiếp tục đúng, sai 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 thì thành sai to và SL cắt đúng trong cái chuẩn của 20% hoặc 30% stop loss. Kinh nghiệm và sự cầu toàn, không xem thường thị trường, sai là phải cúi đầu. Còn tiền thì sẽ có tiếp hiệp tới và cạn tiền sẽ mất uy tín và mất nghiệp. Thì đây là những cái giải pháp mà chúng ta có thể đọc được trong nguyenquanghoc.vn. Vì sao copy trade thường gọi là chết chùm, đúng không ạ? Ta hãy khoan nói rằng là ăn cả làng lãi, cả làng, đúng không ạ? Được hưởng lợi từ master, thì chúng ta phải nhìn nhận được vì sao copy trade thường gọi là chết chùm. Do vậy chúng ta phải hiểu rất sâu về các cái đặt tỷ lệ của copy, cũng như là đưa ra các giải pháp để chúng ta hiểu được GFX phát triển với các quỹ như thế nào và các gói ra sao, thì chúng ta hoàn toàn có thể đăng ký ở trong gfx.asia hoặc là vinhquanghoc.vn suộc gfx gạch ngang asia đó. Các gói bảo hiểm như thế nào và Zalo chúng tôi có để ở đây.
Vậy thì chúng ta nhìn thấy được các tỷ lệ copy trade cũng như là tỷ lệ chờ đợi và gồng lời để sao cho các cái diễn biến của tài khoản nó tăng lên. Thay đổi bằng cách là các tài khoản copy sẽ to hơn rất nhiều với các tài khoản master, người ta gọi là pilot trader, sẽ được là hoa tiêu thì nó không phải là lớn lắm. Nó thay đổi hết tất cả những cái quan điểm, đúng không ạ? Quản lý vốn và tâm lý giao dịch, do vậy là gì ạ? Hệ thống no loss system trong GFX đối với phát triển copy trade. Thì qua cái slide này cũng như là video này thì tôi có nhắn gửi đến các quý khách hàng, đúng không ạ, là chọn lựa các cái tài khoản copy trade cùng với team GFX để đưa ra các giải pháp no loss system cho quý khách hàng. Mọi thông tin chi tiết chúng ta liên lạc và chúng ta có thể đăng ký vào cái link ở phía dưới cái đường link này, thì hy vọng rằng mọi người có cái giải pháp để chúng ta có thể giao dịch một cách an toàn nhất. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.